chương 16. Phaolô tới thành Đẹp-bơ và thành Lystra. Nơi đó có một môn đồ tên là Timôthê, con của một người đàn bà Giuđa đã tin, còn cha thì người Gareth. Anh em ở thành Lystra và thành Iconi đều làm chứng tốt về người. Phaolô muốn đem người theo, bởi có những người Giuđa ở trong các nơi đó, nên Phaolô lấy người làm phép cắt bì cho, vì hết thảy đều biết cha Timôthê là người Gareth. Hãy ghé qua thành nào, hai người cũng dặn biểu phải giữ mấy lề luật mà sứ đồ và trưởng lão tại thành Jerusalem lập ra. Ấy vậy, các hội thánh được vững vàng trong đức tin và số người càng ngày càng thêm lên. Đoạn trải qua xứ Phrygia và đất Galatia, vì Đức Thánh Linh đã cấm truyền đạo trong cõi Asi, tới gần xứ Mysi rồi, hai người sắm sửa vào xứ Bithyni. Nhưng Thánh Linh của Đức Chúa Giêsu không cho phép, bèn kiếp qua khỏi xứ Mysi và xuống thành Troas. Đêm ban đêm, Phaolô thấy sự hiện thế có một người Macedon đứng trước mặt mình, mà nài xin rằng: "Hãy qua xứ Macedon mà cứu giúp chúng tôi." Phaolô vừa thấy sự hiện thế đó rồi, chúng ta liền tìm cách qua xứ Macedon, vì đã định rằng Đức Chúa Trời gọi chúng ta ra truyền tin lành ở đó. Vậy, chúng ta từ thành Troas đi thuyền thẳng đến xứ Samothrace. Bữa sau, đến thành Neapoli. Từ nơi đó, chúng ta tới thành Philip, là thành thứ nhất của tỉnh Macedon và là thuộc địa nước Roma. Chúng ta ở tạm đó vài ngày. Đến ngày Sa-bát, chúng ta ra ngoài cửa thành, đến gần bên sông, là nơi chúng ta tưởng rằng người ta nhóm lại đặng cầu nguyện. Chúng ta ngồi xong, giảng cho những người đàn bà đã nhóm lại. Có một người trong bọn đó nghe chúng ta, tên là Lydi, quê ở thành Thyatira, làm nghề buôn sắc tía, vẫn kính sợ Đức Chúa Trời. Chúa mở lòng cho người, đang chăm chỉ nghe lời Phaolô nói. Khi người đã chịu phép báp têm với người nhà mình rồi, thì xin chúng ta rằng: "Nếu các ông đã đón tôi là trung thành với Chúa, thì hãy vào nhà tôi mà ở lại đó." Rồi người ép mời vào. Một ngày kia, chúng ta đi cầu nguyện, gặp một đứa đầy tớ gái bị quỷ phi tôn ám vào, hay bói khoa làm lợi lớn cho chủ nó. Nó theo Phaolô và chúng ta mà kêu la rằng: "Những người đó là đầy tớ của Đức Chúa Trời rất cao, rao truyền cho các ngươi đạo cứu rỗi." Trong nhiều ngày, nó cứ làm vậy, nhưng Phaolô lấy làm cực lòng, xây lại nói cùng quỷ rằng: "Ta nhân danh Đức Chúa Giêsu mà truyền mày ra khỏi người đàn bà này." Chính giờ đó, quỷ liền ra khỏi. Xong le, chủ nàng thấy mình chẳng còn trông được lợi lộc nữa, bèn bắt Phaolô và Sila, kéo đến nơi công sở trước mặt các quan, rồi điệu đến các thượng quan mà thưa rằng: "Những người này làm rối loạn thành ta, ấy là người Giuđa, dạy dỗ các thói tục mà chúng ta chẳng nên nhận lấy hoặc vâng theo, vì chúng ta là người Roma." Đồng dân cũng nổi lên nghịch cùng hai người, và khi các thượng quan khiến xé áo hai người ra rồi, bèn truyền đánh đòn. Sau khi người ta đánh nhiều đòn rồi, thì bỏ vào ngục, đặng người đề lao phải canh giờ cho nghiêm ngặt. Được lệnh đó, đề lao bỏ hai người vào ngục tối và tre trơn vào cùng. Lối nửa đêm, Phaolô và Sila đương cầu nguyện, hát ngợi khen Đức Chúa Trời, và những tù phạm đều nghe. Thình lình có cơn động đất rất lớn, đến nỗi nền ngục rung động. Cùng một lúc, các cửa mở ra, xiềng tù phạm thảy đều tháo cả. Người đề lao giật mình thức dậy, thấy các cửa ngục đều mở, tưởng tù đã trốn hết, bèn rút gươm toan giết mình. Nhưng Phaolô kêu người lớn tiếng rằng: "Chớ làm hại mình, chúng ta đều còn ở đây." Người đề lao bèn kêu, lấy đèn chạy lại, run sợ lắm, giao mình nơi chân Phaolô và Sila, đoạn đưa hai người ra ngoài, mà hỏi rằng: "Các chú ơi, tôi phải làm chi cho được cứu rỗi?" Hai người trả lời rằng: "Hãy tin Đức Chúa Giêsu thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi." Hai người truyền đạo Đức Chúa Trời cho người.
và cho những kẻ ở nhà người nữa. Trong ban đêm 9 giờ đó, người đờ lao đem hai người ra rửa các thương tích cho, rồi tức thì người và mọi kẻ thuộc về mình đều chịu phép báp têm. Đoạn, người đờ lao mời hai người lên nhà mình đặt bàn, và người với cả nhà mình đều mừng rỡ vì đã tin Đức Chúa Trời. Đến sáng, thượng quan sai lính nói cùng người đề lao rằng, hãy thả các người ấy đi. Người trình lời đó cùng Phao-lô rằng, các thượng quan đã khiến truyền cho tôi thả các ông. Vậy, hãy ra và xin đi cho bình yên. Phao-lô nói cùng lính rằng, chúng ta vốn là quốc dân Roma, khi chưa định tội, họ đã đánh đòn chúng ta giữa thiên hạ, rồi bỏ vào ngục. Nay họ lại thả lén chúng ta ư? Điều đó không được. Chính các quan phải tới đây mà thả chúng ta mới phải. Các thượng quan nghe lính trình lại bấy nhiêu lời, biết hai người đó là người Roma thì sợ hãi. Họ bèn đến nói với hai người, thả đi và xin lìa khỏi thành. Khi ra ngục rồi, hai sứ đồ vào nhà ly đi, thăm và khuyên anh em, rồi đi.